không biết là các bạn có gặp những vấn đề như thế này khi mình sử dụng lò vệ sóng hay không? Bấm bật máy mà máy không hoạt động trong khi máy vẫn đang cắm điện nhé. Rồi, lò vi sóng không xoay, đèn không sáng, bán điều khiển thì bị hư, hay là chúng ta đang sử dụng thì xuất hiện tia lửa điện, rất là nhiều những cái vấn đề khác. Nếu như mà các bạn trả lời là có thì cũng đừng lo lắng quá nhé. Tại vì ai trong chúng ta khi sử dụng lò vi sóng cũng chắc chắn gặp một trong những trường hợp như thế này. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có biết lỗi vì đâu và cách làm sao để chúng ta khắc phục hay không. Ngày hôm nay thì Trịnh Hà sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về những loại cơ bản của lò vi sóng cũng như là cách xử lý các bạn nhé. Loại này khá là phổ biến khi mà dây điện vẫn cắm nhưng mà máy không hoạt động. Có thể là dây điện bị lỏng, bị hỏng hay là bị cháy. Cũng có thể là cầu chì của lò vi sóng chúng ta có vấn đề hay là nguồn điện trong nhà của bạn bị hỏng các bạn nhé. Bạn nên kiểm tra nếu dây điện lỏng thì cắm lại cho chắc, dây hỏng thì thay cái mới. Trong trường hợp ổ điện bị cháy nên sử dụng ổ cắm khác để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bạn nên kiểm tra nguồn điện trong nhà xem có ổn định hay không để dùng ổn áp điều chỉnh nguồn điện. Khi bạn đặt đĩa đồ ăn vô lò vi sóng mà đĩa xoay nó không xoay thì làm sao nóng? Nguyên nhân cho lỗi này thường là do đĩa xoay bị đặt lệch hoặc không khớp với trục xoay, vòng xoay con lăn bị lệch hay kẹt cứng vì vết bẩn dầu mỡ từ đồ ăn bám vào. Hoặc cũng có thể là vị trí khớp nối nhựa đặt bên dưới đĩa xoay không đúng, trục xoay hỏng. Cách khắc phục, bạn lấy đĩa xoay ra, lau rửa, vệ sinh sạch sẽ cho hết dầu bẩn, lau khô rồi đặt đĩa xoay khớp với trục xoay, chỉnh vị trí khớp nối nhựa cho đúng là ok nhé. Vấn đề đèn không sáng, có thể là chúng ta chưa đóng kỹ cửa của lò vi sóng, cũng có thể là đèn ở bên trong lò bị hỏng. Nếu như về vấn đề này thì chúng ta có thể kiểm tra trước khi sử dụng xem là cửa của chúng ta đã đóng khít hay chưa. Còn nếu như đèn bị hỏng thì các bạn có thể liên hệ với hãng hoặc là thợ ở những trung tâm sửa chữa và bảo hành uy tín các bạn nhé. Loại này thì chúng ta thường bắt gặp ở những lò vi sóng bản điều khiển điện tử, trong khi đó thì lò vi sóng bản điều khiển nút vặn thì ít khi xảy ra. Nguyên nhân là do bảng điều khiển bị ẩm, dính nước hoặc con trùng lọt vào bên trong máy làm bảng điều khiển không thể điều chỉnh được. Cách khắc phục, bạn cần lau khô bảng điều khiển trong trường hợp bảng bị ẩm ướt. Nếu là do con trùng thì bạn nên liên hệ với thợ sửa chữa để tháo máy ra và làm sạch con trùng bên trong và bao dưới lỗ thông hơi, tránh trường hợp là con trùng di chuyển vào trong lò. Lỗi này khá là nguy hiểm khi mà chúng ta đang sử dụng mà xuất hiện tia lửa điện trong lò. Nguyên nhân là do tô chén đựng đồ ăn làm bằng kim loại, hoặc là do tấm bảo vệ của bộ phận phát sóng bị bám nhiều dầu mỡ cặn bẩn của thức ăn làm phát sinh ra tia lửa khi lò hoạt động. Để khắc phục lỗi này, bạn không nên cho vật dụng hoặc vật trang trí hòa vật bằng kim loại vào lò vi sóng, đồng thời thường xuyên vệ sinh sạch sẽ tấm bảo vệ của bộ phận phát sóng để lò chạy tốt, không có tia lửa phát ra. Nếu các bạn đã thực hiện hết các bước trên nhưng mà vẫn không khắc phục được lỗi thì cách tốt nhất đó chính là liên hệ với trung tâm sửa chữa để được bảo hành. Còn nếu như các bạn đang có ý định mua lò vi sóng thì chúng ta ngại gì mà không gây nghiệp Kim ngay đúng không ạ? Các bạn cũng có thể truy cập vào website hoặc Facebook là nguyễnkim.com hay gọi ngay về số hotline 1800 6800 để được hỗ trợ và tư vấn. Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được đội ngũ nhân viên trả lời kịp thời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.